chương 1 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com tên cô là lăng thương tình thương tình nghe buồn cười lắm phải không ai cũng nói bố mẹ cô đặt tên cho cô kiểu gì sao mà nghe bi đát thế nhưng tên cô thực ra rất có ý nghĩa a à, thương trong yêu thương tình trong tình cảm ở cái tên này tức là mong cô luôn được yêu thương mà người ta nói hiểu lầm thì vẫn mãi là hiểu lầm mọi người vẫn cứ hiểu cái tên của cô theo nghĩa kia. Có điều không sao cô thích nó là được rồi. Cuộc sống của cô ngoài ba mẹ và Lulu ra thì còn có năm người bạn vô cùng thân thiết. Người thứ nhất tên Chu Dương nhuộm tóc vàng ăn mặc cực chất, cậu ta nổi tiếng với ba chữ hái hoa tặc, nhưng chỉ trung thành với một cô bạn tên Vũ Yên. Cô bạn này của cô ý à tóc cắt ngắn ngang cổ, là con ngoan trò giỏi, là lớp trưởng gương mẫu, hiền lành dễ bị bắt nạt, nói tóm lại trái ngược với tên Chu Dương kia. Còn một tên là Hoàng Lạc, tên này béo ú, ít nói suốt ngày chỉ biết nghĩ đến đồ ăn. Từ thì cậu ta cũng thích một cô bạn tên An Kiều Lương tóc xoăn dài, dáng xinh mặt xinh, vô cùng nhiều lời, hơn nữa còn có mơ ước trở thành ngôi sao. Và người cuối cùng tên Phong Cung Thần. Ôi giàu tên gì vừa nghe đã thấy chói tai rồi. Bố mẹ cậu ta cũng thật là muốn khoe con trai mình đâu cần phải lố bịch quá như vậy chứ. Ây da nhưng mà cậu ta đúng thực là đại thần trong trường. Ngoài thành tích học tập xuất sắc, chơi thể thao giỏi thì cậu ta còn là một tên với những trò quậy phá nghịch ngợm dẫn. Và quan trọng cậu ta còn là người cô thích. Nói về những trò quậy phá của cậu ta chấm l u l u đây nè. Chuyện là như vậy, hồi nhỏ có một lần phong cung thần rủ cô đi bấm chuông khắp xóm lúc 5 giờ sáng. Kết cục là bị ông Hải ở cuối xóm lùa cho bạc mạng phải trốn sau bụi cây lớn đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa quay lại thì thấy con chó màu đen xì. Chính là Lulu nè. Cả hai liền đem con chó đi khắp xóm xem xem là chó nhà nào. Nhưng chẳng có ai nhận cuối cùng quyết định cô đem về nuôi luôn. Gâu gâu, cô mở mắt gương mặt soái ca của Lulu hiện ra, nhìn nó một lúc cô chợt nhớ ra vội ngồi bật dậy cầm đồng hồ báo thức lên xem. Cái quái gì vậy chưa gì đã 7 giờ rồi. Cô vội nhảy xuống giường nhanh chóng vệ sinh cá nhân, phi xe đạp đến trường với tốc độ bàn thờ. Ây da bố mẹ cô đi công tác nên chẳng ai gọi dậy. Hôm nay còn là chào cờ nữa chứ. Cũng may là còn có Lulu thực hiện trọng trách nặng nề này giúp bố mẹ gọi cô dậy đó. Vừa đến trước cổng trường đã thấy ông bảo vệ đang đóng cửa, cô dùng hết sức lao vào hét lên. Đợi đã tay da cuối cùng cũng vào trường an toàn. Thật may quá chưa bị muộn học. Phải nhanh vào hàng tập hợp để chào cờ thôi nghe trọn bộ tại mê truyện audio com link trực tiếp ở phần mô tả